Xin chào các bạn. Trước đây mình đã từng cùng các bạn tìm hiểu về các loại mã vạch, mã số, mã 1D, 2D và các loại máy đọc tương ứng. Chắc chắn là các bạn ai cũng đã đều bắt gặp các mã được in trên bao bì hàng hóa sản phẩm hiện nay. Đi ra siêu thị, tạp hóa mua hàng, nhân viên thu ngân chỉ việc giơ máy lên, quét mã vạch, ấn tít tít vài giây là xong và in luôn hóa đơn cho các bạn thanh toán rồi. Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho thì người ta thường in trên hàng hóa các loại mã hiệu đặc biệt và gọi đó là mã vạch của hàng hóa. Ở vị trí là khách hàng, người dùng sản phẩm thì mã vạch mã hiệu giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tra cứu thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Nếu như bạn không có những máy quét chuyên dụng như thế này để kiểm tra thì hiện giờ smartphone cũng có thể là một công cụ đắc lực giúp cho các bạn check thông tin sản phẩm thông qua nhiều ứng dụng hỗ trợ. Thế nhưng có một vấn đề gây tranh cãi trong thời gian gần đây, đó là có thể phân biệt được hàng giả hàng nhái bằng mã vạch hay không? Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra. Mình đang có ở đây một lọ kẹo cao su hàng thật mua từ siêu thị. Chúng ta sẽ thử sử dụng một ứng dụng ở trên điện thoại để kiểm tra. Vâng, rất nhanh. Chỉ quét qua một cái thôi là chúng ta đã biết được công ty nào sản xuất, địa chỉ và cả số điện thoại liên lạc của công ty này. Thậm chí ở đây còn có cả giá cả tham khảo nữa. Giờ thì mình sẽ thử nghiệm tiếp với một lọ kẹo hàng nhái đi. Trông cũng khá là giống nhau đấy. Ở đây có cả mã vạch luôn để kiểm tra này. Kiểu dáng mẫu mã cũng khá là giống. Chúng ta đưa vào điện thoại để quét nào. Như vậy các bạn thấy là hàng thật và hàng nhái khi đưa vào điện thoại thì đều cho ra một kết quả giống nhau. Mình sẽ thử với máy quét chuyên dụng ở đây. Để dễ dàng tra cứu thông tin thì mình sẽ dùng công cụ tìm kiếm Google. Chỉ cần quét mã vạch vào là sẽ hiện ra các thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như thông tin về nhà sản xuất. Rất là chính xác. Rồi, giờ thì mình sẽ thử với lọ kẹo hàng nhái này đi. Như vậy là cũng giống hệt nhau. Mã vạch được in trên cả hai lọ kẹo hàng thật và hàng nhái đều cho ra mã, dẫn đến cùng kết quả tìm kiếm. Chúng ta có thể khẳng định được là không thể phân biệt được hàng giả hàng nhái thông qua những mã vạch này được. Dễ mã vạch được in ở trên bao bì của sản phẩm thì chỉ có thể giúp được cho người tiêu dùng check được nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa đó, như là sản xuất ở nước nào, công ty nào sản xuất, và hoàn toàn không có chức năng để phân biệt hàng thật hàng giả. Mã vạch nhìn qua có vẻ phức tạp và khó làm giả, nhưng thật ra lại rất đơn giản bởi vì mã vạch cũng giống như những sản phẩm khác mà thôi, hoàn toàn có thể làm giả một cách dễ dàng. Để mình cho các bạn xem làm giả nó đơn giản như thế nào nhé. Ví dụ cho một sản phẩm gói kẹo này đi, có mã vạch ở đây rất rõ ràng. Mình sẽ cần sử dụng đến máy tính. Bây giờ thì chúng ta vào Google và tìm một công cụ tạo mã barcode miễn phí đi. Có rất nhiều kết quả. Nhấn vào một đường link bất kỳ vậy. Đây là dạng mã EAN13 với 13 chữ số. Chúng ta sẽ chọn đúng định dạng ở trong danh sách ở đây. Tiếp theo là đến phần nhập mã. Mình sẽ dùng máy quét cho nhanh, đỡ phải nhập. Rất là nhanh. Chỉ mất một vài giây là chúng ta đã có hình ảnh mã vạch ở đây. Nếu như thích chuyên nghiệp thì có vô số định dạng in với thiết kế cho các bạn lựa chọn. Mình cứ kéo hình này về thôi và dán nó file Word in ra. Đánh theo ở đây một vài chữ cho nguy hiểm. Rồi, chọn in. Giờ thì mình chỉ việc cắt ra và dán vào bao bì sản phẩm bất kỳ. Thao tác làm giả mã vạch thì không thể dễ dàng hơn. Thậm chí những mã 2D phức tạp như mã QR code thì cũng có sẵn ở đây để làm giả. Có khá nhiều ứng dụng hỗ trợ cho các bạn kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, nhưng mà không phải sản phẩm nào cũng có trong cơ sở dữ liệu của các ứng dụng này. Các sản phẩm có trong các ứng dụng check mã này là do doanh nghiệp sản xuất, hợp tác để đưa thông tin sản phẩm của họ lên hệ thống của các nhà phát triển ứng dụng này. Vì thế nên nếu như kiểm thử mã vạch trên các ứng dụng này mà không thấy thông tin của sản phẩm thì các bạn cũng đừng vội nghĩ mình đã mua nhầm hàng giả hàng nhái. Vậy thì làm thế nào để tránh mua phải hàng giả hàng nhái? Giờ thì sự tinh vi cho các công đoạn làm giả đã đạt đến ngưỡng chẳng thua kém gì hàng thật. Các bạn nên chủ động chọn những địa chỉ mua hàng uy tín, chẳng hạn như là trung tâm thương mại, siêu thị lớn, những nơi mà các bạn được yên tâm về quyền lợi của người mua hàng. Nhớ để ý về giá thành sản phẩm. Với tâm lý ham mua rẻ thì nhiều người đã phải nếm cháy đắng. Giá thành không phải là hoàn toàn yếu tố quyết định, nhưng mà đứng trước một sản phẩm có giá thành rẻ hơn bất ngờ so với giá niêm yết thì cũng hãy dè chừng. Nên lựa chọn những sản phẩm còn nguyên hộp, nguyên siêu hay là tem niêm phong và tự tay bóc hộp, bóc siêu để kiểm tra nếu có thể. Nhiều sản phẩm hiện nay cũng có các mã số phải cào ra mới thấy được, để check trên trang web của nhà sản xuất một lần duy nhất. Đừng quên để ý các chi tiết được in ở trên hộp. Hàng giả hàng nhái thường không có chất lượng in cao, in bị lem mực, in lỗi chính tả hay lỗi màu sắc. Cảm quan trông không được hài hòa như hàng thật. Cảm quan của chính bạn cũng là một yếu tố quan trọng để lựa chọn. Nếu như các bạn đã từng được tiếp xúc với hàng thật thì sẽ không khó để biết được khi cầm hàng giả trên tay. Nhưng mà nếu chưa thì hãy kiểm tra và để ý những chi tiết nhỏ nhặt, độ hoàn thiện của sản phẩm. Khi mua đồ giá trị nên nhờ những người đáng tin có kinh nghiệm đi cùng để giúp đỡ lựa chọn. Quan trọng hơn cả, hãy nhớ rằng mã vạch, mã số hay mã QR code hoàn toàn không phải là công cụ để kiểm tra hàng giả hàng nhái. Mình là Huy Anh, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.